chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một con xe, mình cũng biết xe gì nữa, con em học sinh mà nó đi vào lòng người lắm bạn, khoái xe độ mà ơi, mình cũng biết gần xe độ lắm mà mình để mình review thử coi cái này gì. Theo chủ xe nói là xe này chạy 58 tự do, còn nó có những đồ chơi gì mình review cho bạn xem nha. Để đây bạn, đây cặp bao tay đồ chơi mình không biết nhãn hiệu gì. Đây cùm domino của học sinh, đây cốp đựng đồ, điện thoại, thuốc hút các kiểu. Qua vô cốp này kỹ đây nè, đặc biệt khó kiếm lắm đó, cốp đựng đồ. Rồi xuống đây, xích xuống đây, đây là ổ khóa cũng bình thường thôi. Đây trợ lực sườn Magic. Rồi qua đây là lên được ba dây tay các bạn, con tay niền trước thôi, niền trước thì bình thường, rồi không có gì hết, cầm trước cũng bình thường mà vỏ buộc bình thường mà ơi, không lên gì chân. Rồi xếp trước đây là được cặp các chân đồ chơi dỗm, rồi được cái bô leo bên si buộc dây chì đồng. Cái này thứ giữ luôn, hàng này khó kiếm lắm, phải đặt kỹ mới có cái hàng này nha, buộc dây chì đồng. Cổ bơ cái bát này là do đặt ở nhà kỹ sư nước ngoài nên chế hơi bị gung, mà thông cảm quá dữ. Bô Lewinsky mà tem là Uma Gaikin các bạn, hai hãng này hợp tác nhau nha, Lewinsky Gaikin Uma quá dữ. Rồi tem thì là bộ tem là beo độ đó, giữ game này không coi mình không có đâu, Việt Nam gấp cái boy tem thì giữ lắm, nhiều lắm. Rồi nhớt Libumi, rồi Botiga, cái này hãng nó lớn lớn mà, Việt Nam các cái bôi luôn, dữ lắm, quá dữ. Phục này phục đồ chơi gì đây là Porus không biết luôn, MC Gaikin dữ. Cổ này là đuôi áo Olin, đít Olin, đèn Olin, quá dữ rồi. Tem này thì bên kia cũng giống nhau thôi, phục mới gan vậy, gấp chân cũng vậy luôn, rồi gấp Olin. Máy này cũng bình thường, vỏ buộc bình thường, Vinh. Cái này được cái là qua lăng úp, lửa độ bạn ơi. Bằng số cắt một bên. Rồi đây là được cái bình xăng Daytona. Hồng này chắc 32 quá bự. Dữ. Cuộc Magic đã nói rồi, ok. Bình xăng này là lên là o được bạn, kéo dữ lắm luôn, xe này không có đề nha. Cái này là xe độ không có đề. Rồi lồng bỗng các thứ là bình thường, cắt rồi. Đây là chơi bốn ốc chân lồng này là bị chim lên, các bạn biết rồi đó nè. Một khúc là biết rồi đó. Thấy chưa? Để coi mình còn gì nữa mình nói luôn. Buộc này cũng hạ phuộc các bạn, khoét lộ hạ phuộc các kiểu nha. Tại vì sợ nó bay quá cộng nổi đó. Ở đây là trưa, còn đây là đèn trợ sáng siêu sáng, gọi là thấy hai đứa trong bụi luôn á. Đây mấy công lực này công nghệ mới, hãng Việt Nam chứ không có đâu, này công nghệ lộn nước ngoài không có đâu, này công nghệ Việt Nam mới có mấy hãng cái này thôi. Đây là chưa viết cái bản bắt tên chưa quảng cáo bạn, là Seawood bé beo Gaikin, chuyên chở gái Việt Nam gấp bôi quá dữ. Rồi này game bồ Việt Nam Gaikin đủ loại luôn, nhưng xe này là cũng phối là, nó phối chung tất cả hãng luôn, hãng vừa Olin rồi vừa Uma Gaikin gấp Kim Boy gì, nói chung là đủ hãng với xe luôn á. Phanh lâu. Chuẩn bị bên qua đây rồi, bây giờ là hết rồi bạn ơi, giờ mình chuẩn bị test xe máy bạn. Tiếng máy này nghe ghê quá bạn ơi, chắc hồi bị tao quýnh thôi, nhá thử một cái thôi rồi mình xin là khép lại các bạn ơi, quá trời xe này dữ rồi. Qua đây là mình chào anh em cái. Rồi bây giờ là mình chào anh em mình đi tới đâu mà mình thấy cái xe gì hay, độ mạnh mẽ, bài gì là mình sẽ quay cho anh em coi. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha, đăng ký nhấn chuông để nhận được những video mới nhất của mình. Đây là mình nói với sơ nãy giờ quay rồi, cái xe này là 58 tự do,
bình xăng Daytona được đó. Rồi đó, cái xe nó là gì đó mình hết trơn rồi, mình rốt video mình gặp gì hay là mình quay bạn coi. Bạn nhớ hãy đăng ký ủng hộ kênh mình thật nhiều bạn ơi. Chào các bạn.